Con nước từ thượng nguồn sông Cửu Long năm nay đang tràn ngập trên các cánh đồng ở các xã, thị trấn trong huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Nước nổi về mang theo nhiều sản vật như là cua, ốc, cá, tép, các loại và được bày bán nhiều tại chợ. Trong đó có con cua đồng và càng cua đồng. Theo các tiểu thương ở chợ thực phẩm Tam Nông, giá cua đồng sống được bán từ 100 đến 120.000 đồng một ký, tùy loại lớn nhỏ. Còn càng cua đồng có giá dao động 300.000 đồng một ký, vẫn giữ vững giá bán so với đồng mùa nước. Cua đồng và càng cua đồng là sản vật do thiên nhiên ban tặng. Con cua đồng và càng cua đồng được chế biến nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, nhất là món bún riêu cua đồng luộc chấm muối tiêu chanh.